Anh chàng này vẽ một đường kẻ trang trí dài 5 mét, chỉ cần vậy, anh ta có thể kiếm được hàng trăm triệu đồng. Tên anh ta là Mark, nghệ nhân vẽ đường kẻ trang trí duy nhất của Rolls-Royce trên toàn thế giới. Bởi vì Rolls-Royce muốn thể hiện danh tiếng và địa vị của chủ xe, họ luôn từ chối sử dụng máy móc để vẽ đường kẻ trang trí, tất cả đều được vẽ bằng tay. Mặc dù Mark đã có kinh nghiệm nhiều năm, nhưng mỗi lần anh ta vẽ, anh ta vẫn cảm thấy căng thẳng, chỉ cần mắc lỗi một chút ở đường kẻ, toàn bộ thân xe sẽ phải sơn lại. Vì vậy, trước mỗi lần vẽ, Mark luôn chuẩn bị cẩn thận. Đầu tiên, anh ta chuẩn bị sơn phù hợp, sau đó, anh sử dụng một chiếc cọ nhỏ được làm bằng lông sóc. Loại cọ tự nhiên này sẽ không làm xước các nét vẽ và mỗi lần vẽ một đoạn đường kẻ trang trí dài 5 mét, mất tới 3 tiếng. Vì vậy, suốt nhiều năm qua, Mark vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, không bao giờ mắc lỗi. Công việc này đã đem lại cho Mark khoản tiền lớn, một đoạn đường kẻ trang trí của Rolls-Royce có giá hàng trăm triệu đồng. Và nếu đường kẻ bị hỏng, sẽ có hai lựa chọn, một là đưa xe về lại nơi sản xuất, Mark sẽ vẽ lại, hai là chi trả tiền mời để Mark đến tận nơi để vẽ lại đoạn đường kẻ mới.